cái bảng product này. Chúng ta có product, nó có quan hệ với bảng category và bảng supplier. Đúng nhá? Thì câu lệnh đầu tiên để lấy thông tin của product ra của chúng ta nó sẽ như sau. Tôi tắt bớt cái các cái tab này đi. Rồi vào query này. Vào new query này. Select sound from product cách p where p.id p.product id bằng 2 chẳng hạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra. Nó bao gồm product id bằng 2, product name bằng trang, supplier id bằng 1. Đây là nhà cung cấp. Riêng nhà cung cấp cái sản phẩm này thì mình chỉ biết là một thôi, mình chẳng biết nó tên là cái gì cả, đúng không? Rồi nó chiếu sang mà nó chỉ mình chỉ biết được cái ID của cái supplier này là một thôi, mình không biết tên của nó là gì. Category cũng là một, triệu chẳng biết nó thuộc về cái danh mục nào, đúng không? Ở đây mình có hai cái tham số mình cần biết thêm, cần phải lấy ra thêm để biết xem là cái nhà cung cấp của nó là cái gì hoặc và cái danh mục của nó thuộc về cái gì, thì mình phải thực hiện tiếp join. Ở đây thì mình sẽ lấy ra p chấm product id phẩy p chấm product name, được chưa? Bây giờ mình cần lấy ra thêm thông tin ở trong bảng category để mình biết cái sản phẩm này thuộc cái danh mục nào để hiển thị ra ngoài, thì mình sẽ phải thực hiện phép join với cái bảng category cách c on này chúng ta tab vào trong cả on p chấm category id bằng c chấm category id, được chưa? Sau khi chúng ta chiếu như thế này rồi, chúng ta sẽ có một cái phần tử là c chấm category name để lấy ra được cái name của nó. Chúng ta thử xem nhé, cái category name nó là cái gì? Beverage, chẳng biết nó là cái gì, để tôi translate xem nó là cái gì. Có thể là đồ uống hay là cái gì đi đấy. Translate. Đồ uống. Thấy chưa nhỉ? Đây đồ uống này. Tiếp theo mình join tiếp với một cái tập, từ cái tập này mình join tiếp với cái tập tiếp theo là tập supplier. Thì mình join tiếp đơn giản thôi, là thực hiện luôn phép join. Rồi tiếp với một bảng nữa là bảng supplier SS và on cái p chấm supplier id bằng s chấm supplier id, và mình hoàn toàn đến đây mình hoàn toàn có thể lấy ra được cái phần chung, đó là cái s chấm company name s supplier company như này. Refresh isotic liquid, được chưa? Thì chúng ta có thể lấy được dữ liệu tổng hợp từ nhiều cái bảng khác nhau trong một câu lệnh select, thì chúng ta phải thường sử dụng cái phép join này là thường xuyên. Được chưa nhỉ? Đây copy. Tôi paste vào trong này. Quay rồi. Đây. Select hai cái lệnh join với hai cái bảng khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ có thể join với điều kiện là cái tập của chúng ta nó có cái foreign key, là nó map đến một cái bảng nào đấy.
ở trong cái cơ sở dữ liệu. Chứ nếu mà không map thì chúng chị chẳng biết là link đến như nào. Được chưa? Theo dõi đầu tiên. Tiếp theo nhóm ở dưới, các bạn xong đi, xong cái phần này đi. Chúng ta hoàn toàn thể lấy thông tin này từ những cái ID của sản phẩm khác, số 2, số 3 đến số 77 gì gì đấy, thì chúng ta sẽ lấy ra cái thông tin của nó. Localhost 2.88 / PHP MyAdmin. Được chưa? Xong chưa? Nhóm tiếp theo, nhóm ở ngồi phía dưới ở góc bên này. Right, à left join là gì? Ba bàn ở phía dưới. Các bạn phát biểu tôi xem left join là gì? Right join, tôi quên right join rồi. Nếu không trùng nhá. Thôi là thôi sao? Thôi kiểu gì được? Nó in ra bằng nun. Không phải là không in ra. Rồi, ok. Rồi nhóm cuối cùng nào. Vương. Không phải em đâu. Ông hôm nay ngồi đấy là ông chết rồi. Ai bảo mày ngồi đấy? Outer Joy. Nhanh lên. Đọc luôn. Không bình tĩnh gì cả, ở đây không ai tên là bình tĩnh cả. Và chúng ta sẽ được luyện tập ngay bây giờ đây. Nào lâu thế. Cứ ngồi tìm cho bao giờ ra thôi. Chúng ta chuyển sang bài khác. Tôi sẽ cho các bạn bài tập để chúng ta ngồi luyện tập các câu lệnh của mình. Chẳng biết tôi để lớp nào thôi. Đúng thế nhỉ? Google Drive này. Bài tập SQL. Bạn chờ một chút, nó đang query. SQL demo này 15 này. Ô. Bậy nhỉ. Dồ. Sớm ghê. Chờ tí để tôi tìm cái bài tập nhé.
not green. Đây rồi. Để tôi share cho chúng ta. Lâu thế. Mạng rất chậm. Đây. Đây câu 1 đây. Lấy câu lệnh select để hiển thị full name của toàn bộ nhân viên dưới dạng lowercase. Đấy. Làm đi. Ai không dịch được thì tôi dịch cho. Bảng chúng ta có bảng employee đúng không? Đây bảng employee. Employee thì người ta yêu cầu là hiển thị tên đầy đủ. Người ta yêu cầu là hiển thị tên đầy đủ và cái title của họ, nhưng mà tên nó phải viết thường. Làm nào là tên phải viết thường. Một câu lệnh select không? Làm như nào? Luôn mỗi câu 5 phút nha. Tôi kiểm tra bất thường ai mà không làm được cứ một câu 10.000. Nên là số tiền hôm nay sẽ rất tốn. Cố gắng mà làm đi. Chúng ta có 39 câu. Cứ thong thả. Hôm trước mà anh Văn nó kêu à đông thùng vượng hay sao nhỉ? Nó kêu thầy cho nhiều bài tập và cho quý lớp cho nó giàu. Nên là hôm nay tôi cho nhiều bài tập luôn. Nào làm luôn. Không có thời gian để chờ đợi đâu. Câu đầu tiên. Nào, cái danh sách lớp vừa, bọn này cứ phải để sò đến người. Cần bao lâu? Không từ. Hoàng Văn Huân đâu nhỉ? Đâu? Rồi, cần bao nhiêu phút để làm câu này? À, bây giờ mình xem, phải xem từ nãy rồi chứ. Sau Hoàng Văn Huân sẽ đến Trần Thị Hà. Hà đâu? Rồi, cần bao nhiêu phút để làm câu này?
Tôi cho mỗi người 5 phút nha, tính từ bây giờ là 6:38. 5 phút cho một câu. Đúng rồi, cả last name, cả first name. Xong chưa bạn? Xong một đã. Xong một. Rồi. Ông cứ trả lời trước rồi tôi sẽ không sờ đến ông ở những câu sau. Còn giờ hết một vòng rồi thôi. Đọc. Select sound from. Select sound from. Chờ chờ tí. Employee. Where? Chuẩn bị mày chết. Lower cái gì? Last name. And. First name. Này chưa? Chắc chắn chưa? Chị đang theo là cả phần em ở đấy là trừ thường không ạ? Ừ. Có nhìn nó ra cái output không? Đấy. Vượng đâu? Xử lý nó nhanh lên. Thầy cứ bảo hai bạn này mà em chưa. Ông level thì không phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi giảm cho một nửa tiền. Thầy chưa, thầy giao em mà, thầy giao em. Rồi, Quyên. Concat. Cái gì? Upper. First name. Phải. Cách. Last name. Rồi. Employee. Sao? Sai biết từ là nhà đọc kỹ hả? Đây này. Nó yêu cầu là gì? Ô, con này ảo à? Chuyển sang lớp
Này hả? Đây à? Này hả? Đúng không? Sai. Nhìn kỹ lại đi. Sự thật nó lù lù trước mặt các bạn ấy. Nào hết giờ rồi. Đâu nhở đấy mình gọi thế nào nhỉ? Hoàng Văn Huân đúng không? Rồi Huân. Chưa được. Chưa được à? Đấy, Quyên nó đã gợi ý chỗ đến như thế này rồi mà còn không làm được ấy hả? À? Đây này. Con két là ghép. Ghép hai cái ký tự, hai chuỗi ký tự với nhau bằng cách nhau một cái đơn vị là dấu cách. Thì đúng rồi, ra dữ liệu thì đúng rồi. Sai ở cái tên. Sai ở tên cột. Có thay đổi được cái tên cột cho tôi không? Đó sao? Đứa nào nhắc, mỗi đứa 10.000. Nào. Alias cho nó là như nào? Vượng ghi sổ đi, nhanh. Hoàng Văn Huân. Cái gì? Nhìn cái output. Output đây này. Nhìn cái output mà làm. Sau này các bạn đi làm người ta cũng chỉ cần đến thế thôi. Người ta có một cái mẫu lấy ra rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm sao cho nó giống y xì kẹt thế là được. Có mỗi thế thôi. Sao? Huân. Đây, output như này ông làm sao làm cho tôi ra cái output hai cột như này được. Mày há mồm ra đi. Lấy sổ ghi vào. Nghe. Chuẩn bị ghi. Đây. Sau buổi sau thu tiền. Cho quỹ lớp nó giàu. Nào Huân. Không, hết giờ rồi, hết giờ để làm tự do rồi. Sao Huân? Tôi không biết làm sao để cho nó ra output đúng y xì kẹt như này cho tôi. Không cho làm, bây giờ đang là nó làm. Đây, không làm sao làm nữa. Đây, đang select rồi. Phải title up counter C. Gì nữa? Vậy thôi à? Ghi nó vào anh Văn ơi. Hoàng Văn Huân. Một nhân vật buổi sau đã nộp tiền. Chưa đúng. Trần Thị Hà. Bài 1. Làm sao nữa để cho nó đúng? Nào lâu thế. Nó làm gần đúng rồi, giờ chỉ còn có một tí nữa thôi là xong. Đọc cái S gì nữa? Full name như này à? Full cách name. Đâu? Output là gì? Full cách name đây này. Đây, full cách name. Như này hả? Đây hả? Tất cả những cái đứa vừa nhắc thu vào mỗi đứa 10.000, khẩn trương.
Tôi nhìn thấy thằng Đàm này, Quyên này. Không thôi. Giờ này không phải là giờ để thôi. Bỏ cái thoái đi. Đúng rồi. Bùi Đức Đàm 10.000. Tôi nhìn thấy cái mồm ông nhắc. Không có công cán gì cả. Ở đây không có công cán gì hết. Bỏ cái thoái đi. Giờ sao? À. Sao để ra? Cái này. Đâu nữa? Đây. Đúng nhá. Chạy. Rồi đúng rồi. Thế thôi. Output như nào mình làm ra đúng y xì kệt như vậy. Được chưa? Không cần nhiều. Đấy, ok. Xong. Hà không phải mất tiền. Mình kiếm được tiền từ hai đứa khác thì là lãi rồi. Hả? Rồi người tiếp theo. Bài số 2. Có ai xung phong không? Xung phong là trừ tiền là này. Xung phong mà được trừ tiền đấy hả? Tức là nếu mà các ông trả lời nhiều quá tôi phải trả tiền à? Không. Xung phong lần đầu tiên thì không phải hỏi nữa. Xung phong lần thứ hai mới phải trừ tiền, mới được trừ tiền. Phải hai lần mới bắt đầu được trừ tiền. Rồi ok. Ưu tiên cho người đầu tiên. Đây là bài 1 nha, tôi copy rồi tôi chữa lại thành bài 1 nha. Bài 1. Rồi đây, xong. Bây giờ đến bài 2. Rồi. Chờ cái gì? Lower. Upper. Upper như này hả? Bỏ cái này đi. Xong, đúng rồi. Bạn tên là gì nhỉ? Để bỏ qua nào. Cho tôi mượn cái bút nào. Tên là gì? Hả? Thảo. Thảo. Rồi thì Thảo. Xong. Một người. Xong bài 2. Bài 2 chúng ta ứng dụng vẫn là concat cộng với upper. Hàm upper là chuyển đổi text từ chữ thường về chữ, tất cả các loại chữ về chữ hoa. Được chưa? Thì đấy là hàm upper. Nó ngược lại với hàm lower. Hàm lower là đưa hết về chữ thường. Rồi. Nhìn vào đây là bài 2. Bài 3. Bài 3. Select query display all employees that are from United States. Tất cả. Sau khi tôi đọc xong thì được phép giơ tay. Tất cả các nhân viên có quê quán là từ Mỹ thì làm như nào để ra cái output này. Rồi nhà. Đọc đủ cột nhá. Rồi. Title này à? Cô đọc mà. Rồi. Like. Không nhờ. Chắc chắn nhờ. Sai thì thôi. Để tôi coi nào. Đúng rồi.
Chính xác. Rồi xong một nhân vật nữa là bài 4. Viết câu query để hiển thị tất cả khách hàng đến từ UK. Rồi, Yến đúng không? Rồi, đọc con thôi. Select from bảng nào? From bảng nào? Văn, ghi ngà 10.000 vào. Nhắc bài. Rồi, cột nào? Rồi. Rồi. Cái gì? Contact. Rồi. Contact title. Rồi. Đúng không? Chính xác. Bài thứ tư giải quyết xong. Ok, đây là bài 4 nhá. Tôi làm đến đâu tôi sẽ đẩy code lên trên GitHub đến đấy. Nên là các bạn nào mà không theo kịp thì lên GitHub để lấy bài về. Rồi, tiếp tục bài 5. Bài 5 giống bài 4 à? Khác mà. Nó khác lù lù thế. Giống đâu mà giống. Ngà gỡ lỗi đi ngà, nhanh lên. Ừ được, đấy phát biểu một lần rồi lờ giờ lần thứ hai lại được về không tiền gì nữa. Nào. Có giơ tay không? Giơ chưa? Rồi. Select, rồi, đọc cho tôi select. Customer ID. Company name. Address. City. Country. Yeah. Mexico. Đúng không? Chắc chưa? Đánh nhắc đi. Sao? Chắc chắn chưa? Rồi để tôi xem nhá. Thôi không sao, chữ nhỏ chữ to không chấp. Không chấp mấy cái này làm gì cả. Đáng lẽ nếu mà đúng ra ấy, thì customer company name thì đúng rồi, cái cột tên cột này đúng rồi. Nó đây à. Nhìn chữ address không? Chữ address của output này. Khác nhau chưa? Thấy chưa ngài? Vẫn không hình dung ra. Một cái chữ A to, một cái chữ A bé. Rồi ok, đây là công năng. Gạch tiền của nó đi nha Văn nha.
Ô, bọn dưới kia không đứa nào làm bài à? Nên mấy nữa đến mấy câu khó là đến là tôi sờ đến, mà chúng nó không làm được đến tôi sờ đến là chết đấy nhá. Nên là tốt nhất là làm đi. Bài 6. Thôi rồi, cho cô gỡ tiền. À mà đã được lần nào đâu mà gỡ. Lần đầu tiên xịt còn gì ạ? Không, chẳng có gợi gì cả. Đọc. Để tôi xem đề là gì ạ? Display on customer are from Sweden. Rồi, cái này dễ quá. Select from customer. Đi, select đi. Customer ID. Company name. Rồi. Cái gì? Phone. S. Phone. Rồi. Address. S. Rồi. City. Country. Sao nữa? Sweden. Biết Sweden là nước nào? Thụy Điển. Đây ra hai người, đúng không? Rồi. Bài 7. Nào. Không cần dịch hộ đấy, xong đã xong rồi. Đâu dịch đề cho tôi xem nào. Thằng này nó không phải trừ tiền nữa. Có ai giơ tay không? Thằng này nó trả lời một lần rồi. Cần dịch đề không? Rồi, trong bảng product, cái value của cột unit in stock cho bạn biết là tổng số sản phẩm còn trong kho của tất cả sản phẩm. Viết một câu lệnh select để hiển thị product ID, product name, unit price của toàn bộ product mà có tổng unit trong kho, những cái sản phẩm còn trong kho nằm trong khoảng từ 5 đến 10 sản phẩm. Nằm trong khoảng từ 5 đến 10 sản phẩm còn trong kho. Rồi, Đàm. Cái này siêu dễ. Từ bình tĩnh để tôi xóa cái nào. Select from bảng nào. Product. Rồi. Rồi. Chờ một tí. Unit price. Unit in stock. Where? Unit in stock lớn hơn hoặc bằng 5. And unit in stock nhỏ hơn hoặc bằng 10. Chắc chưa? 6 đến 10. Đúng không? Chính xác. Đáp án đúng. Where unit in stock lớn hơn bằng 5 and nhỏ hơn bằng 10. Có ai có đáp án khác không? Còn cái khác nữa? Nào đâu, từ từ để tôi đặt nó đi đã. Rồi, còn ai thế nào? Lại cô, có đứa khác không? Người khác đi. Rồi, Quyên. Đâu?
Chờ tí. Unit install between 5 and 10. Rồi, đúng không? Rồi, cách tiền của nó đi. Cho bọn này đi sổ. Giờ vớ vẩn mình lỗ vốn. Tiếp, bài số 8. Cô là Trần Thị Quyên đúng không? Nguyễn Thị Quyên. Bài số 8. Có ai xung phong không? Hay là cần phải dịch đề? Rồi, bạn dịch cho tôi cái đề trước đi. Trong bảng sản phẩm. Chị unit on order. Cho biết tổng số đơn đặt hàng của một sản phẩm. Viết câu truy vấn. Xin lỗi. Rồi, đúng không? Chưa đúng lắm nhưng mà thôi chấp nhận được. Rồi, tiếp tục nào. From product. Đầu tư các cột. Rồi. Rồi. The order level. Tìm. Hết rồi à? Có bằng này cột rồi à? Nhìn kỹ ra xem nào. Rồi. Chính xác, đúng rồi. Bài 9, bạn tên là gì nhỉ? Trang. Có vẻ học giỏi tiếng Anh. Học giỏi hơn so với chúng nó. Rồi tiếp theo bài 9. Cho 5 phút để suy nghĩ và giơ tay. Sau đó tôi sẽ gọi tiếp. Sao? Câu này là viết được đấy nhá, không phải không biết được đâu. Sử dụng cao. Có vài cách dùng câu này được, không phải một cách. Cho đến 7 giờ 10 nhá.
ở đâu sẽ gọi. Năng Thành có đi không? Ngon. Giải quyết cho tôi câu 9. Câu này làm được chứ không phải làm không làm được. Cần sự trợ giúp của người thân không? Bảo rằng mà đã khó thế rồi. Câu 9 này có bao nhiêu, có khó quá không? Để tôi làm cho. Thử nhá. Có cần suy nghĩ không? Hay là chữa luôn? Rồi, cho suy nghĩ nhá. Cần bao nhiêu phút? Chốt lại cho tôi một câu. 9 phút nữa nhá. Cho nó tròn giờ, 7:20. Thank you.
Mm-hmm.
Employee không có gì ạ. Không có gì luôn hả? Order date. Xong. Đúng output chưa? Đặt S phát là xong chứ có gì đâu. Tất nhiên nó không đi chính xác bởi vì cái dữ liệu của chúng ta nó không đối ứng. Hơi khác một tí. Total order. Được chưa? Bởi vì cái cơ sở dữ liệu ở trong này có thể là nó khác với chúng ta, nó không giống đâu. Thì ở đây chúng ta lấy ra cái đề bài của nó,
là lấy ra toàn bộ những cái nhân viên, toàn bộ cái thông tin của lấy ra số nhân viên, số lượng nhân viên này, và lấy ra số lượng đơn hàng của một người bán được trong năm 1996. Thế nên thực hiện bằng cách nào? Select from employee này, join với bảng order này, với điều kiện là e.employee id bằng o.employee id này, được chưa? Group by employee id, nhóm vào theo dựa theo cái tiêu chí là employee id này. Sau đó tôi having ở đây là order year bằng lấy số 5 của cái cột order date, được chưa? Lấy số 5 ra và tôi sẽ có thêm cao của cái order id nữa, được chưa? Và tôi group by và having order year bằng 1996, được chưa nhỉ? Thì tôi lấy ra được cái danh sách nhân viên bán hàng vào năm, những cái danh sách mỗi nhân viên, số lượng order của mỗi nhân viên bán được vào năm 1996, được chưa nhỉ? Chúng ta ở đây sử dụng hàm year và hàm cao của những cái thông số. Đây copy rồi paste vào report, tôi đẩy lên trên kia, các bạn chạy xem có đúng không? Rồi. Không. Không được chứ. Tôi chưa chắc chắn lắm đâu. Bởi vì order thay bằng cái này hay là thay bằng cái cụm này. Xóa heading đi. Và thay cái này xuống dưới này đúng không? Trên group by. Thế thì chắc chắn là không được rồi. Được chưa? Chỉ có having thì mới compare được với những cái dữ liệu đổ ra từ những cái hàm như thế này. Được chưa? Chỉ có having thôi nhá, buổi trước chúng ta học cái này rồi. Đây là bài 9. Có cần comment lại đề bài không? Lấy ra danh sách nhân viên và liệt kê được số hóa đơn họ bán được trong năm 1996. Đẩy cốt lên, đây là bài 9. Rồi, tôi đẩy cốt lên rồi nhá. Các bạn lên GitHub mà lấy cốt về. Đâu? Order gì? Order date, require date, ship. À đây, cái này order là cái ngày đặt hàng. Thấy chưa? Require date là ngày bắt buộc phải chuyển hàng đến. Ship date là ngày hàng rời đi. Hay sao? Hoặc là ngày chuyển hàng đến. Không, ngày thực hiện order, còn cái ship này là liên quan đến bọn khác. Liên quan đến bọn shipper. Chẳng liên quan gì đến cái bọn order và như liên quan đến công ty sản cái cửa hàng bán sản phẩm đấy, chứ còn xuất hàng nó cứ làm chốt được hóa đơn là xong, thế là xong của việc của bọn sale. Bài 10, cái này còn dễ hơn. Các bạn xem lại cái bài 9 đi nhá. Bài 10 cực kỳ dễ.
Dương Minh Nhật có đây không? Có. Rồi, bài 10. Từ chờ tí. CT đúng không? Country. Gì nữa? Có cột gì không? Bây giờ sao? Bỏ cái này đi à? Ờ, thế giờ lấy nào đâu 598. Nào đâu 598. Ừ. Này có được không? Không được. Nhét vào đây không được. Sao bây giờ đào đâu ra 598? Đấy. Yeah đấy. Thì order date nhá. Đấy. O cũng được, O tôi không cũng thử rồi. Không phải là tôi chưa thử. Hả? Sao? Hay sẽ lấy kiểu gì? Nào? Hay sẽ lấy cái gì? Thử nhá. Đây cái đoạn này chúng ta, đây chúng ta sẽ có một cái đóng mở ngoặc này, select cao sao, cao sao from order where employee bằng với e chấm employee này hả? Where à, and. Rồi cô đọc đi. Rồi đọc cho tôi nào. Rồi where. Order đào đâu rồi order. Có join không? Join order on o.employee id bằng e.employee id. Rồi order date bằng select, có phải đóng bằng ngoặc không? Đây select year. Year của gì? Order date, sao lắm order date ấy. Rồi. Đọc linh tinh để bắt tôi viết nhiều là tôi phạt tiền đấy nhá. Nhanh. Rồi. Tiếp. Hết rồi. From order. From order. Sao nữa? Ừ? Tiếp tục đi. Này chắc chắn là tèo rồi.
tao. Tao. Sao lại có mỗi đứa nhỉ? Group trước đúng không? Sau. Group bài gì? Được chưa? Thằng test này không có dữ liệu năm 1998 nụt. Và không có thông tin. Chứ nó vẫn bán được 19 hóa đơn. Được chưa nhỉ? Đây là đáp án. Đây là đáp án câu 9 của chúng ta. Vẫn thực hiện phép join nhưng mà chúng ta where cái year của order date bằng 1998. Được chưa? Đây là câu số 10. Rồi bài 11. Những cái câu màu vàng này là những cái câu người ta không làm được. Hiểu không? Những cái câu màu vàng là những cái câu người ta không làm được nhưng mà chúng ta làm được. Nào tiếp. Viết câu select để hiển thị tổng số order của tất cả nhân viên tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 cho đến ngày 31 tháng 7 năm 1998. Và cái gì đi, cái order date. Tất cả những cái order date, chắc là của order date đấy. Trong thời gian này, có thể từ ngày 1 đến 1998, từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 đến 31 tháng 7 năm 1998. Xem các nhân viên thực hiện được bao nhiêu hóa đơn. Đó. Giờ sao? Cái này dễ ợt, giống hết bài 10. Giống hết bài 10. Chẳng khác gì nào. Đấy. Cứ làm lại mà xem. Where year này, between. Between 1998 trừ 01 trừ 01 and 1998 trừ 0 ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 31 tháng 7 đúng không? 07 trừ 31 chém thế, hy vọng đúng. Đấy, xong rồi. Được chưa? Between ngày tháng năm thôi mà. Bây giờ mình update các cột sang employee last name, first name, high date. Xong. Last name, first name này. High date này. Có country không? Không có country. Total order nữa thôi. Xong. Đây là bảng, đây là kết quả. Hai đế đây. Copy và paste sang. Rồi. Chúng ta đã vượt qua 3 bài khó. Còn lại mười mấy bài dễ. Thì đến lúc này tôi sẽ phạt tiền. Những cái bài khó này thì bỏ qua. Mấy bài này khó thật, với các bạn khó thật chứ không phải là dễ. Ô còn bài 13 nữa này. 16, 17 nữa này. Cũng nhiều phết.
19-20 bỏ bố đi luôn. Các cậu cay cậu xóa đi luôn. Xóa thì xóa. Mất cả ảnh. Thôi xóa luôn về 18. Xem một bài. Ôi nhiều bài chết ảnh thế. Hả? Không phải cảm thấy được làm là một hạnh phúc chứ. Đây bài 30 cũng mất ảnh này. Xóa bớt những cái bài hỏng đi. Rồi rồi, ok. Bài 12. Bài này khác quái thì bài trước. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1997 cho đến 30 tháng 6 năm 1997. Bài này thôi bỏ qua nhé. Giống hết bài trước. Để xem bài 13 bôi vàng nào. Mỗi một order sẽ chịu phí 10% tiền thuế. Nếu mà giá tiền của nó cao hơn 100 đô. Trong trường hợp khác, nếu order sẽ chịu thuế 5% nếu mà tổng số tiền của hóa đơn nhỏ hơn 10%. Viết câu lệnh select tính để tính ra số tiền và số thuế từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 1996 đến ngày mùng 5 tháng 8 năm 1996. Ồ, cái này hay. Giờ sao? Free cost tức là tổng số tiền sao? Free, tôi cũng chẳng biết cái từ này là từ nào, từ gì. Free phí vận chuyển nhá. Cước vận chuyển. Cước vận chuyển nữa. Ôi giời, bỏ qua đi. Không biết cái cước vận chuyển ở đây đâu ra. Mấy đứa để tí tôi về tôi xem lại xem. Giờ chúng ta đến những bài khác. Chứ nãy giờ toàn mình tôi làm chả lắm. Bài 14 nào. Viết câu lệnh select để lấy ra toàn bộ tên, title và giới tính của nhân viên. Nếu mà làm MR thì set bằng mail. Nếu mà MS hoặc là MRS thì set là female. À, câu này phải làm, câu này làm dễ. If then. Gợi ý đến thế thôi. Đại Việt và Anh Văn chuẩn bị lên thớt. Cho các ông 10 phút. Tha hồ tìm, tha hồ sớt.
Xong chưa? Đại Việt nào? Đại Việt đâu? Chạy đâu rồi? Đâu? Chưa xong hả? Cái này có gì mà lâu thế? Anh Văn. Đi mà khó thế. Thử cái nha. Select from, toàn phải làm một mình. Employee gồm những cái gì nha? Full name, title, courtesy. Full name, full name thì bằng concat, concat của first name phải string rỗng của last name, đúng không? S full name phải title of courtesy rồi, nó ra hai thằng này đây này, được chưa? Tiếp tục, chúng ta có cái gì đây? If gì? Này, if gì? Title of courtesy sao? Bằng mr chấm then mail, đúng không? Bằng gì? Từ chờ tí để tôi coi nào. Then L female any, mình thích viết như này có được không? Sao nữa? S gì? Sex. Ồ, được rồi. Đó. Ở đây, hiểu dùng chấm phẩy.
dấu dấu phẩy không được luôn. Hả? Chờ tí nhá. Chấm phẩy. Chắc không phải. Ờ, đúng rồi. Lỗi. Select query. Không đúng không? If title này. Để coi nè. If đóng mở ngoặc này. Phẩy này. Phẩy này. Đóng ngoặc này. Bỏ này đi này. Được chưa? Sao? Câu lệnh if đây là phép so sánh. Nếu mà so sánh đúng thì trả về giá trị thứ hai. Nếu mà so sánh sai thì trả về giá trị thứ ba. Thì ở đây chúng ta có cái meter thì là mail này. Mail này. Còn tất cả các thể loại khác, miss hay là miss thì đều là female hết. Được chưa? DR là học vị chứ không phải là ấy đâu. DR là của doctor, nghĩa là tiến sĩ đó, không nhớ lắm. Thì đây là câu số 10 mười mấy nhỉ? Câu số 14. Câu số 15. Đó sao? Nếu là meter hoặc là DR thì set là M. Còn lại thì là F. Rồi sao? Để tôi xem nó có if L không ạ. MySQL if multiple condition. Cái gì đấy? Đây chúng ta có câu lệnh này luôn. Ờ, chưa pet câu xuống kìa. Cái này thì thử luôn. O title category bằng với dr chấm. Được luôn. Thêm một chữ O vào. Đây là câu 15. Rồi câu 16. Hiển thị full name này, title courtesy and sex for all employee success, title meter, gen sex cùng male. Title bằng miss or miss sex of female. À thằng D cái này nó có thêm là cái thằng DR thì bằng unknown. Thằng DR thì bằng unknown. Giờ sao? Cái này khoai. Cái này tôi cũng chưa nghĩ ra cách làm. Cây á. Để coi nào. MySQL case
K-Square nữa hả? Được này. Rồi, thử coi. Có ai làm rồi không? Đọc cho tôi cái nào. Rồi, viết đi nào. Viết ở đây à? Rồi. Viết đi nào. Case. Ờ. When. Cây. When. When. Viết ở đâu? Cái gì vậy? Cây xuống dòng quen. Quen xong lại xuống dòng viết tiếp. Title of counter C bằng mr chấm xuống dòng gen mail. Tại sao không viết nó liền luôn như này? Hả? À? Chẳng có gì xấu à? Ôi giỏi rồi. Tức là bắt chước nó thì là đẹp. Không có cái chỗ cái nào gọi là thẩm mỹ. Vì nó có nhiều câu lệnh gian quen. Thì đấy, tôi đặt trên một dòng rồi. Case when này hả? Rồi sao nữa? When. Bằng cái gì? Sao nữa? O này được không? Xong lại quen tiếp. Else. Else thì viết luôn à? Unknown à? Sao nữa? S. N. Này hả? Đặt tên cho nó kiểu gì? S. Sách. Rồi đúng rồi. Chính xác. Được chưa nhỉ?
Rồi xong. Hết rồi đây. Bài 16. Rồi, các bài khác các bạn về nhà làm nhá, còn có mười mấy bài nữa thôi. Về nhà làm nốt nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang một phần khác. Dừng lại cái việc luyện tập ở đây, được chưa? Chúng ta làm cả join cả các vô lệnh và là cả làm cả if else rồi nó cũng tương đối là phức tạp. Bây giờ đến phần tiếp theo. Tiếp theo này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái việc này. Bây giờ các bạn vào cái trang này cho tôi. lucidchat.com. lucidchat.com. Được chưa? Các bạn có thể là login bằng bằng Google, nó có đấy. Đây, để tôi coi. Tôi đã login rồi đấy. Các bạn nó có cái phần đăng ký bằng Google, các bạn có thể đăng ký bằng Google vào cũng được. Mạng chậm quá. Kinh hồn mà. Các bạn đăng ký đi xong rồi vào phần document. Lucidchat. Xong login vào bằng Google ấy. Không load được à? Rồi ok. Chúng ta đến cái khái niệm tiếp theo là khái niệm RD. RD. Nghe này vừa chưa? Hay là cái gì? Entity Relationship Diagram, biểu đồ quan hệ thực thể. Được chưa? Cái này nó là cái gì? Nó chính là cái thiết kế cơ sở dữ liệu của chúng ta gồm có những cái bảng nào, các cái bảng quan hệ với nhau kiểu gì. Ví dụ trong một hệ thống của chúng ta có là một trang tin tức chẳng hạn, thì chúng ta có cái thực thể là thực thể đầu tiên là thực thể post này, bài viết đúng không? Bài viết thì có ID của bài viết này, có tiêu đề của bài viết này, có content của bài viết này, có gì nhỉ? Ảnh cho ý nghĩ. Ảnh của bài viết này, được chưa? Có số lượt view này, đúng không? Rồi còn có các thể loại khác nữa, rồi còn có là danh mục nữa, danh mục của bài viết, đúng không? Thì đã có danh mục thì chúng ta phải có cái bảng danh mục category. Chúng ta có ID của danh mục này, tên của danh mục này, danh mục cha của danh mục đang được xếp này, parent ID. Được chưa? Nhìn như thế này thì chúng ta sẽ nối cái cột này có quan hệ một nhiều. Được chưa nhỉ? Ngoài danh mục ra thì chúng ta còn một tỷ cái thứ khác nữa. Ví dụ như kiểu là một bài viết thì sẽ có những cái comment trả lời đúng không? Comment này thì có ID comment này, post ID này, đúng không? Là cái comment này trả lời cho cái bài viết nào. Rồi thì là email của người trả lời này. Rồi thì là content của cái reply này, đúng không? Và bây giờ cái thằng post ID này đối với thằng này là một nhiều. Đúng, đây là comment một cấp, chưa tính là comment hai cấp như kiểu là thằng Facebook, đúng không? Facebook nếu mà muốn comment hai cấp thì chúng ta sẽ phải có parent ID, ID như này, và tự nó nối chính nó là cái cứ có cái nào có trả lời thì là trả lời vào đâu thì là sẽ là biết được là nó là trả lời hay không. Và cái comment này còn có thêm là ngày tháng năm nữa, create the date,
Đấy, cứ dựa vào những cái thực thể như này, chúng ta xây dựng dần dần để hoàn thành cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Bây giờ để ví dụ như kiểu chúng ta phát triển thêm là để có thể là thêm mới một cái bài viết này, chúng ta cần có tài khoản quản trị, đúng không? Tài khoản quản trị ấy thì nó là bảng user, thì có user ID này, email này, password này, đúng không? Rồi thì là avatar này, rồi thì ba chấm các cái cột khác. Bây giờ là cái bài viết này được tạo bởi ai thì lại có user ID lại nối từ đây vào đấy. Đây là một nhiều, được chưa? Chúng ta cứ vẽ dần và hoàn thiện dần cái bảng của chúng ta cho bao giờ nó hết nhu cầu của khách hàng, thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng thì thôi, được chưa? Thì đây là cái khái niệm về entity relationship diagram, và chúng ta cũng dựa vào cái hình kiểu như thế này để làm ra cái database cho cái đề tài sắp tới, được chưa? Đề tài của các bạn sắp tới là làm về cái gì? Ở Yên, bạn làm về cái gì? Hả? Trang trường cấp 3, trang tin tức, hay là về những cái gì? Chủ đề của nó là gì? Cái này là năm không xong rồi. Rồi, nhà định làm cái gì? Cái gì mà web chuyện? Chuyện gì? Chuyện tranh à? Được, hoàn toàn được, làm cho tôi đọc luôn. Chẳng xào. Tôi chẳng biết làm xào, thôi là phải chống thôi. Tôi không biết làm sao, tại sao làm? Ở trường đại học này à? Bạn sẽ có những cái tính năng gì trong cái website đấy? Bình luận của Facebook à? Nhanh thì đến như cái bạn ấy hiểu khi bạn đi bảo vệ ấy. Những cái thứ mà không phải do mình làm này, người ta đấy không có tín nhiệm đâu. Thì tất nhiên là ngoài thực tế mà như thế. Ngoài thực tế thì người dùng chẳng có đứa nào mà dở người và thích đi đăng ký cả. Rồi nhận mail, rồi nhận spam các thứ kiểu. Nhưng mà khi mà bạn đi bảo vệ thì tôi nói là cứ cái gì bạn không làm mà tích hợp một thằng khác vào thì đó mình chưa nhận đi. Đó. Tất nhiên những cái nào khó quá hoặc là chúng ta thấy cái gì nó chúng ta làm nó mất thời gian quá thì chúng ta mà chúng ta vẫn muốn nó ốp các bạn thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái đấy được. Nhiều bạn. Ví dụ như kiểu làm thanh toán trực tuyến nó có làm được không? Được làm một cái kênh thanh toán trực tuyến làm hết được. Bắt buộc những thứ đấy mình không làm được mình phải dùng kênh thứ ba là năng lượng của bỏ kim. Đó, cái đấy hiểu. Nhưng mà cái comment mình làm được, tại sao lại dùng của Facebook? Dễ thì không có điểm. Thì tất nhiên là ai cũng biết thế, mà thực tế nó là như vậy. Nhưng mà bạn ấy nghĩ như này, mỗi một tính năng của bạn ấy là tính là một cái tham điểm nhất định. Bây giờ cái tính năng này ông lên từ cái chỗ khác ông tập vào, tức là cái phần đấy ông không tự làm, ông lấy của người khác ốp vào, thì tức là ông không thực sự bỏ không gian, đúng không? Và đấy là cái công sức nghiên cứu của người khác. Thế vậy thì tính là làm sao điểm cho cái tính công kia chứ, đúng không? Tạm vấn đề gì? Không, bootstrap thì thực ra bootstrap chỉ là cái bay thôi. Còn cái diện mạo website của bạn như nào là do bạn tự cố. Nó chỉ là cái khung, nó cho cung cấp cho mình cái khung giống như bạn sử dụng framework vẫn chấp nhận, đúng không? Thì cái framework nó chỉ là cái khung làm việc. Còn cái nội dung ở trong như nào do mình biến đổi. Còn ví dụ như nhúng cái chat của Facebook vào ấy, bạn chỉ mất có một dòng thôi, bạn chẳng có cái này gì cả. Thế thì làm sao mà gọi là mình tự làm được? Được chưa? Ví dụ như làm các đọc truyện này thì có cái gì? Thứ nhất là chuyện này, tác giả này, chuyện này, comment này, cron job này, crawler, tức là đi anh tắt chuyện để sai khác về đấy. Rồi thì là làm khi ví dụ khi mà mình có thể áp dụng cái này, ví dụ khi mà mình thêm một bộ truyện mình có thể chủ động share cái chuyện của mình lên trên Facebook từ cái website của mình không bảo cái bụng trẻ,
đó, thì đấy gọi là ứng dụng chứ không phải là nhân tắc của nó đi lấy của nó vậy, hiểu chưa? Đấy, nó là những cái thứ như vậy. Rồi quản lý tài khoản có cái gì? Đăng ký mới, phân quyền, thay đổi thông tin, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, một sổ và thứ khác nhiều lắm, được chưa? Rồi còn thằng Văn thì thích nhà nghỉ khách sạn thì nhất rồi, thích đi nhà nghỉ. Không, không thích em làm phòng trọ nhưng mà đi phòng trọ nhưng mà thôi. Rồi, nó sao lâu thế nhở? Mình chém mãi rồi nó vẫn chưa vào được. Mạng trường này lỏm thật. Bây giờ thế này đi, nếu mà chưa vào được Lucid Chat thì chúng ta lấy giấy ra. Login này. Chúng ta lấy giấy ra luôn, lấy giấy ra vẽ cho tôi các bạn RD của các bạn và nối những quan hệ của nó với nhau trên giấy và giải thích cho tôi. Nếu mà tôi chấp nhận được thì cái database của bạn tương đối đúng, còn nếu tôi không chấp nhận được các bạn vẽ lại từ đầu luôn vào ngay. Đây cũng sẽ là một phần bài tập về nhà. Nghi luôn. Trước khi làm database RD ấy thì các bạn phải xác định được các cái tính năng của các bạn và cái website của bạn nó chạy quanh những cái đối tượng nào. Nó cần những cái thông tin gì? Sau đấy bạn mới làm ra thôi, chứ không phải cứ hứng lên là rồi là vẽ rồi nhé, không có chuyện đấy đâu. Như bình thường khi mà người ta làm dự án thực tế ấy, bao giờ cũng phải là tìm hiểu khách hàng trước, tìm hiểu thông tin của khách hàng trước, người ta yêu cầu những cái gì, các cái chức năng người ta làm sao, sau đó người ta mới quay vào làm database, chứ không có chuyện là ngồi vẽ database xong mới sinh ra hệ thống, cũng có chuyện đó. Thậm chí nhiều hệ thống người ta phải làm giao diện trước xong mới sinh ra database. Bởi vì ra đây nó chính là cái cung cấp cái dữ liệu để đổ cho bạn này. Thì cái dữ liệu này lấy từ bảng nào, lấy ra làm sao thì cái ra đây cung cấp cho cái chim này. Được chưa? Nên là ngồi nghĩ kỹ đi, nó làm. Đây đấy. Ôi. Cái này là ứng dụng thực tế. Thực tế mà. Ví dụ muốn xem một cái thực tế nữa gì? Đây, cho xem. Đây. Đây, đây là thực tế. Nó rơi vào tầm 20 mấy bảng gì đấy. Chẳng biết. Đây tất nhiên là bọn tôi làm, khi mà làm thì nó không nối thực thể làm gì, không nối foreign key. Chẳng biết là bao nhiêu bảng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 bảng. Thực ra là có 32 bảng thôi. Bởi một bảng là migration của Laravel. Ăn thua gì? Chưa thua gì cả. Đây chỉ là một cái database cho 100 bán hàng cái nhỏ thôi, chưa lớn. Tôi đã từng làm dự án nhưng mà một cái project nó chạy 7 database khác nhau. 7 là database, 7 là database. Mỗi database rơi vào tầm khoảng hơn 20 bảng. Chuyện bình thường mà. Thậm chí là có cái dự án nó chạy cả MongoDB và MySQL. Để tí tôi xem, nếu mà vào được Lucid Chat cho các bạn xem cái database tôi vẽ. Nhưng mà có vẻ không vào được. Có vẻ không vào được. Mạng đây lỏng quá. Thế
số lượng bản không giới hạn, số lượng phim không giới hạn. Làm sao mà chúng ta giải quyết được bài toán là đề tài của chúng ta? Chẳng vấn đề gì cả. Linh tinh, càng nhiều bản ghi thì nó gọi là càng lâu. Và các bản quan hệ với nhau càng nhiều thì nó gọi là càng lâu. Chứ chẳng ai bảo là càng nhiều bản là càng lâu. Chưa chắc. Nhiều bản đâu phải là cứ có nối với nhau nhiều đâu. Buổi sau các bạn phải, tôi sẽ dành cho các bạn một khoảng nửa buổi để ngồi trình bày cho tôi những cái data bay của bạn nha, mang đi cả. Thích vẽ là cái gì thì vẽ. Tạo ra tâm hình thần tượng ở trong Lucy, ở trong xa, ở trong cái thằng Navicat hiện tượng của Sola. Được mà. À đây rồi. Đó, giờ là cái mình sẽ đến đây. Đây này. Đây là hai cái database. Ví dụ online shop này. Lại chờ tiếp. Chẳng biết mọi người. Cái này này, cái này này, cái shop của tôi sẽ gửi cho các bạn xem ấy. Đây là đề tài tốt nghiệp của cao đẳng. Làm đi thằng kia. Cái thầy gái là tít mắt vào. Trong suốt ngày cái ấy.